cái gì mang à, mì trong có cơm không? Không cơm mà. Để dán dán lên nè, nó bị sai này nè. Cũng có keo trong không anh? Không có keo anh, cái nãy giờ không ra rồi đang đi máu này nè. Rồi cái áp bộ lọc gì được chưa? Cái mặt hết giật chưa? Để bớt quá mặt giật giật giật. Rồi sao sao cái này tụi like theo quá vậy? Rồi mọi người ơi, mọi người nhắm vô giỏ hàng xem luôn. Ủa là cái bùn què. Rồi lấy hồ đi. Ừ lấy hồ đi. Đây nè. Lấy hồ lẹ đi. Hồ là keo đó. Nè, nghèo lắm. Mình lên ngày nè, mấy ngày 6 các thầy ơi. Ok chưa? Nè. Rồi con okay. Đi xuống quăng ra nha. 200 300 gì? Lộn nữa coi. Cái gì đập đếm nè coi. Là nhiêu? 8. Khoan ghi mạng 800 quá. 8 tờ là 400. Ờ 400. Đây đây, lên coi tôi mới coi gì bánh kia. Ừ. Ông đại. Giờ mình ghim ghim sản phẩm gì nha cả nhà ơi? Ghim combo đi, combo sữa rửa mặt, kem chống nắng đi. Dạ, có người ở nhà rồi. Ghim. Ồ. Mình tự ghim luôn hả? Ừ. Ồ, mình tự ghim luôn hả? Tao Dũng kia là Dũng ghim, Dũng lên mã ta. Chắc là Dũng lên mã đi lên deal rồi mình ghim. Nhưng mà chưa có deal anh. Ok. Rồi mọi người ơi, cả nhà ơi, giờ chưa có deal. Cả nhà nhanh chóng vô giỏ hàng chốt đơn cho My. Rồi bây giờ mình vô nào. Nè. Rồi bây giờ mình vô mình chuẩn bị lên một con deal hot nè. Con deal gì đây? Sữa 8. Ở đây để rõ tôi đó. Ok chưa? Tôi lên con deal sữa 8 luôn. Tôi còn nha, tôi cho. Rồi cảm ơn bà bao nhiêu đây? 35.000. Rồi lên sữa 8 liền luôn. Lên sữa 8 luôn, ghim sữa 8 đi. Nè, không bao giờ thiếu. Rồi. Mình đã ghim rồi cả nhà ơi, mình đã ghim con mã sữa 8 rồi cả nhà mình ơi. Cả nhà nhanh chóng lên luôn nha. Sữa tắm gì đây? Sữa tắm. Sữa tắm lavender với giá bao nhiêu? Lavender 90.000. Đó, đây, cho đây, em đây, còn không, em kiếm cái ghế ngồi sau. Sao đi. Ok. Sao đi. Đó, cả nhà yêu ơi, cả nhà cho nội gọi là vừa livestream vừa ăn chút xíu nha. Chưa trời, ăn tối luôn. Ăn luôn. Bánh mì hỏi như kỳ. Ngon lắm. Cho mình nội ăn hết cái luôn á. Nó trắng không vui vẻ cái gì nữa không biết hả? Rồi mọi người ơi, nhanh chóng vô giỏ hàng rồi. Ơi, cho ơi, cho ơi, mẹ này không có bẻ được. Đây tôi bẻ cho hay ghê quá. Đó, hồi rớt ra nó chạy đó, không được. Sao được? Nó lại ngồi ghê mọi người. Đó. Đó. Ê, đây đó. Được á. Dính rồi đây ha. Ê bà bẻ chứ. Rồi mọi người ơi, lên deal luôn mọi người ơi. Sữa tắm lavender luôn mọi người. Đây. Để đi bán đi bà. Sữa tắm muốn có giá bao nhiêu bà? 90.000. Rồi, hey. Rồi. Ai ăn bánh mì hỏi với kỳ đúng không ạ? Nội không? Má ơi, bộ đồ trắng mới đó. Để mai tôi tập gym. Áp giật giật kìa, để cam gần lại xíu là được. Rồi, đợi tôi xíu nha. Ủa vậy chưa gần hả ta? Thấy gần lắm mà. Gần sợ mắt. Rồi được chưa? Không phải mạng của đây á. Rồi, mọi người ơi, cái mã gì? Cái mã sữa tắm lavender với mức giá bao nhiêu? Với mức giá chỉ có 99.000. Các em ơi, các em chốt liền đi, sản phẩm đâu rồi? Đây. Chốt liền luôn mọi người ơi. Lấy sản phẩm ra rồi luôn với hoa hồng rất là thơm nha mọi người. Lại la, lại la. Đó. Đó. Sữa tắm lavender chốt liền đi cả nhà. Sữa tắm lavender là dành cho những ai? Dành cho những ai mà thích cái thử quyến rũ nè. Sexy. Đó, sexy quyến rũ gọi là ấn tượng đó. Yeah. Ấn tượng là khó phai đó. Trời ơi, mình ơi. Làm ngon. Tắm lên là thơm. Ngon không? Mình chốt liền đi. Cái em này một tắm xong thì ra đường là một mình đúng không? Nhưng mà về nhà là mấy mình? Hai mình. Ba mình. 50 mình. Ok chưa? Đó, đi một mà về 50. Thì kể, ủa cho đứng ở ngoài. Cứ là một tiếng là trong, anh vô, ok chưa? Đó, cái mùi này nó thơm cực kỳ luôn. Ok chưa? Rồi nào mà chịu nổi. Thì đó, rất trời thơm.
Trời ơi, thơm quyến rũ lắm mọi người. Thơm quyến rũ, ok chưa? Mà cái gel của nó sẽ là một cái gel trong lỏng ha. Nó sẽ tạo bọt rất là nhiều để cho sao? Để cho mình tắm vô mà nó sạch hết lỗ chân lông luôn. Sát nó trắng bảo da nè, nó mềm da nè, nó sáng da nè, nó mịn da nè. Bấm cái giá bao nhiêu? Trên 10 trên K. Bao nhiêu đây? Trên 10 trên K. Lẹ lên mọi người ơi, chỉ có 100 mã thôi. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha mọi người nha. Gì vậy? Mọi người chốt đơn lẹ lên. Chốt đơn đi mọi người ơi, 500ml 99k. Đi mọi người chốt đơn coi. Mỹ đang lau chim chó mọi người ơi. Rồi thì mọi người chốt đơn lẹ coi nè. Nó xỉu rồi kìa. Với giá bao nhiêu nè? 90. Với giá bao nhiêu lẹ lên. Với giá bao nhiêu chỉ còn lại là 90k. Mình sẽ hét lên cùng nhau. Ok, giờ ra bốn giá bao nhiêu? 90. Lẹ lên mọi người ơi, lẹ lên, lẹ lên nha. Mọi người ơi. Ta nhìn là Buga nha, Buga nè. Má ơi. Kỳ rồi. Cái mặt sao bóp dữ vậy trời. Ê. Đây bóp cái mặt giật. Em bóp cái mặt nó giật quá à, thôi, nhả ra đây. Thế là lần đầu tiên là chỉnh livestream luôn. Cảm nắng đi nội phải hợp cái em đợi nội chút xíu nha. Rồi đâu rồi, chỉnh ở đâu vậy? Không biết chỉnh nè. Cái này đâu, ở đây phải không, nâng cao đúng không? Trời ơi con nhỏ này nó bóp cái mặt. Ủa, quá mọi người ơi. Chỉnh thấp lại mà. Thon vừa vừa phải thôi, thon gì mà nó giật cái mặt thiệt luôn á trời ơi là trời. Ác nhân. Nó giật. Rồi. Thì ra mọi người đó không phải là lắc mà là mọi người đó cái mặt bị giật đúng không? Miệng em giật. Đó, hết giật chưa? Ok, cho miếng son lên môi lên coi. Đó, nè. Để xíu nha. Ơi chỉnh hay anh thì bữa đây để tôi chỉnh luôn cho anh ngủ cả. Không biết gì hết. Biết nè, anh biết nè. Xong môi nè, xong môi, xong môi. Trong thời gian chờ đợi chỉnh này mọi người. Lên miếng nào đi, miếng nào. Không ít thôi, đừng có nhiều quá. Sữa tắm hương lavender. Với mấy giá chỉ còn là bao nhiêu? Chỉnh bơi chỉnh ca. Còn 80 mã lại la. Lại la chốt đơn lẹ lên. Rồi nhanh chân. Rồi ăn đi rồi. Ủa, quán này mình. Thôi mày là la tới 12 giờ khuya luôn đó nha. Chấn động. La tới 12 giờ. Tối nay con la sinh nhật đi chơi. La sinh nhật đúng không? Ngày mai sinh nhật bà có không? Không biết. Lên nha mọi người ơi. Lên luôn mọi người. Đại lắm rồi. Giác cực kỳ yêu đại. Mi đây xinh quá. Mi nha dữ vậy nội. Trời ơi, nội đói bụng quá. Mà hạ con nhỏ này nè. Ủy thác cho nhỏ này 7 giờ lên live. Mà nó lên không có ai hết, nó không có gọi cho mình luôn. Ủa, không mọi biết luôn mọi người ơi. Lần sau bây giờ nó là trừ luôn. Trời ơi. Ok chưa? Mình để hỏi Mi. Bà ngủ người ta lên lúc 8 giờ mấy. 7 giờ. Khuôn giờ nó là 7 giờ. Người ta lên đúng lúc bà lên mà không có thấy là nhau á. Tôi là 8 giờ. Khuôn giờ tôi là 8 giờ. Đúng giờ nhưng mà tôi cũng đúng giờ. Bữa nay biết rồi mọi người ơi, nên là vô là chỉnh giờ là like luôn. Để coi ngoại lên. Anh là 8 giờ, ngoại là lát nữa nó trễ nè. Trừ luôn ok không? Không, ngoại đang xuống dưới. Ủa dưới đâu không? Xong dưới lên luôn. Xạo. Dưới đâu? Xạo. Rồi mọi người ơi, tranh thủ nha mọi người, nhà này ngoại có nha mọi người nha. Like đừng có nói được không nội. Trời ơi cái gì mà thất đức like, dữ vậy trời. Like lấy gì like nữa. Rồi mọi người ơi, lẹ lên mọi người ơi. Rồi mọi người nhanh chóng chốt đơn nha. Ê, mọi người nha. Con tôi nó còn nhỏ đó. Sao vậy? Ừ. Nó có chút ép à. Không, cái giọng này nó nhỏ gì á. Nó không có lớn đâu. Nội ơi, nội nghe nè, CD từng báo. Có mẹ bự hả? Nó ngủ kìa. Rồi mọi người ơi. Rồi mọi người, mình nhanh chóng bỏ về hàng và bấm nút chốt đơn. Nhanh chóng bỏ về hàng và bấm nút chốt đơn. Sữa tắm lavender đang lên 100 mã cho cả nhà mình nha. Rồi lên luôn mọi người ơi. 100 mã cho người lẹ lên. Lẹ lên mọi người ơi, nhanh chân lên mọi người ơi. Siêu ưu đãi luôn trời. Cái gì vậy? Tóc mỡ hay bánh mì? Tóc mỡ đúng không? Cái gì đây? Tóc mỡ. Da heo. Thôi đứng lại mọi người ơi. Sữa tắm lavender 100 mã duy nhất với mức giá 90k. Giá bao nhiêu? 99k. Rẻ lắm. Lại là thơm luôn mọi người. Đây là mọi người ơi, cái sữa tắm này nha, nó rất là thơm. Mà không chỉ là thơm đâu, mà khi mà mọi người tắm cái em này một thời gian lâu dài ha, nó sẽ làm cho cái da của mình gì? Mịn nè,
mềm nè, mướt nè, mượt nè, trắng sáng là từng ngày nữa. Rồi, làm sạch da cho mọi người luôn nha. Đúng rồi. Chốt lẹ. 100 mã, ai thích sự sexy quyến rũ, ấn tượng là chốt con này liền. Cái mã lavender này mọi người tắm không? Là vừa đang gọi là đứng dưới cái gọi cái boy sen. Nhắm mắt lại là tưởng tượng mà đang đứng ở chơi gì? Một vườn cánh đồng. Một cánh đồng hoài hương. Đồng luôn, phải vườn cánh đúng đồng. Một cánh đồng hoài hương. Chốt liền nha mọi người ơi, 100 mã. Lại là còn 50 mã cho mọi người nha. Rồi nhanh chóng chốt đơn luôn mọi người ơi, giá siêu đãi bao nhiêu ạ? 90k. Chốt đơn lẹ, nhanh chóng bỏ vào hàng và bấm nút chốt đơn. Rồi, cô giáo thực tập chuẩn bị vô nữa mọi người ơi. Lại là. Cô giáo đi sự kiện hả? Cô giáo đi sự kiện đi làm tiệc hay đi làm gì rồi nè, đúng không? Dạ. Cô giáo mới đi làm ấy về nè mọi người, cô giáo ghé vô luôn nè. Lẹ lắm, chốt đơn. Vô em mệt không? Ngồi nghỉ ngơi hay ăn gì đó đi, rồi vô. Kệ em chưa luôn. Em có ăn uống gì không? Thôi ăn trứng thôi. Ăn đi rồi vô. Ăn da heo đi. Ăn trứng thôi. Nay đâu vậy? Trời ơi. Lại ra. Lát nữa là sẽ có bà ngoại nữa các em ơi. Cảm ơn My. Lại là chào cả nhà mình. Nãy giờ cả nhà mình săn cái gì cả nhà mình ơi? Săn mới lên một điều à. Cảm ơn My. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mày à.